Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hằng, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Phạm Thị Hoài Linh, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu và Nguyễn Thị Thanh Nhã, trú thành phố Hồ Chí Minh về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, cả 3 đối tượng rủ nhau mua ma túy để tổ chức sinh nhật cùng với nhóm bạn tại một resort thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Nhã liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch ở quận Hải Châu để hỏi mua 5 viên thuốc lắc và một gói ma túy ketamin với giá hơn 5 triệu đồng. Cả 3 đối tượng cùng nhau đi lấy ma túy tại một khu vực trên đường Đống Đa và mang về lại resort cùng nhau sử dụng với nhóm bạn. Đến khuya ngày 2 tháng 12, trong lúc cả nhóm đang say sưa bay lắc thì bị lực lượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với công an phường Hòa Hải ập vào bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy tổng hợp đang sử dụng.